Kính chào quý vị và các bạn, Hằng My và Hữu Trung rất là vui được gặp lại và đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, ngày nay, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông phát triển, người dân và học sinh có nhiều hình thức để tiếp nhận các nguồn thông tin, kiến thức. Thế nhưng, việc phát triển văn hóa đọc vẫn được các đơn vị thực hiện bằng nhiều biện pháp để tạo hứng thú đọc sách cho những người yêu sách. Vâng, thưa quý vị, ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với phát triển kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 tại trường Cao đẳng Bình Phước. Đã có gần 30 gian hàng trưng bày giới thiệu sách, các ấn phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông phục vụ đọc sách với khoảng 50.000 bản sách, ấn phẩm báo chí giấy và điện tử. Sự kiện nhằm tiếp tục khuyến khích phát triển phong trào đọc sách, qua đó giúp bạn đọc tiếp cận các đầu sách với các nội dung đa dạng, phong phú. Em cảm thấy là những cái gian hàng đấy là bổ ích cho bọn em. Ngày hôm nay thì bọn em rất là vui mừng và cực kỳ là hào hứng khi mà bọn em được tới đây và tham gia lễ hội đọc sách lần thứ 3 được tổ chức. Mặc dù các phương tiện thông tin hiện phát triển đa dạng, có thể đọc, nghe, xem tại bất cứ nơi đâu, ở mọi thời điểm, nhưng việc cập nhật kiến thức từ sách cũng là ưu tiên được những người yêu sách lựa chọn. Bởi sách vẫn là phương tiện truyền bá thông tin, kiến thức đáng tin cậy, có phần bồi đắp tình cảm của con người. Tôi thấy cái việc đọc sách là một là rất cần, thứ hai là mang lại cho mọi người cái lợi ích có thể nói là vô cùng to lớn trong cuộc sống cũng như là trong công việc, trong sinh hoạt đời thường. Từ cái đầu tiên nhất, những bà nội trợ ở trong gia đình đọc những cuốn sách về món ăn thôi cũng đã giúp ích cho trong cái cuộc sống hàng ngày. Còn đối với các em học sinh, đọc sách có thể nói là không phải chỉ là sách giáo khoa mà là những sách tham khảo hay những sách bài tập, mà tất cả các cuốn sách trong cuộc sống này, trong cuộc đời này đều giúp cho các em. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, hội viên Hội Xuất bản Việt Nam, khi các bạn trẻ đam mê sách, việc đọc sách gắn liền với việc học, không chỉ bồi dưỡng kiến thức học tập, sách còn giúp các bạn rèn luyện kỹ năng sống để hoàn thiện bản thân và tâm hồn. Thông qua sách thì các bạn trẻ sẽ rút ra được rất là nhiều bài học, tiếp nhận được rất là nhiều cái tri thức, cũng như là có thể tiếp nhận được cho bản thân được những cái tinh hoa đúng, những cái tri thức đúng cho việc phát triển bản thân. Thông qua cái việc là đọc sách thì các bạn trẻ sẽ không sa vào những cái việc cái văn hóa không tốt. Chính vì vậy nên là việc đọc sách ít nhất là cũng giúp cho các bạn có thêm cái kiến thức. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cộng đồng xã hội. Giữa những trăn trở về sự mai một của văn hóa đọc, những điểm hẹn văn hóa đọc như thế này góp phần duy trì thói quen đọc sách, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò của sách trong đời sống xã hội. Chuyển sang các thông tin khác, thưa quý vị, 11 chiếc trực thăng của Không quân Việt Nam đã có mặt tại sân bay Điện Biên để chuẩn bị tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Lực lượng không quân điều khiển 11 trực thăng gồm 4 loại Mi-171, Mi-172, Mi-17 và Mi-8, xuất phát từ sân bay Hòa Lạc, Sơn Tây, Hà Nội đến sân bay Điện Biên. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, những chiếc trực thăng này đều được sơn cùng một màu xanh quân sự. Đây là lần đầu tiên quân chủng phòng không không quân sử dụng một số lượng lớn máy bay trực thăng cho nhiệm vụ bay biểu diễn chào mừng kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các trực thăng sẽ treo cờ Tổ quốc bay biểu diễn qua khán đài sân vận động thành phố Điện Biên Phủ trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 tới. Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội vừa khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa nghề truyền thống năm 2024. Chương trình diễn ra đến hết ngày 15 tháng 5 nhằm bảo tồn các giá trị di sản, thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội nói riêng và nghề truyền thống nói chung. Điểm nhấn trong hoạt động quảng bá phố nghề Hà Nội năm nay là nghề Đông Y gắn với phố Lãng Ông, nằm trong khu phố cổ gắn liền với nghề kinh doanh Đông Nam Dược từ hàng trăm năm qua.
Trải qua thời gian, các cửa hàng thuốc đông y trên phố Lạng Ông ngày nay vẫn buôn bán tấp nập, không bị phai nhạt nghề truyền thống như ở nhiều phố khác trong khu phố cổ. Trong gần một tháng diễn ra chuỗi hoạt động quảng bá phố nghề làng nghề năm nay, các điểm văn hóa trong khu phố cổ đều có các hoạt động trưng bày, quảng bá nghề truyền thống như nghề sơn mài, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ các làng nghề truyền thống của thị xã Sơn Tây. Đặc biệt, tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố Cổ Hà Nội còn trưng bày giới thiệu làng nghề thổ cẩm Xí Thoại của huyện Đông Xuân, tỉnh Phú Yên. Tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ, nhiều du khách khi đến tham quan đã rất bất ngờ và thích thú khi được chứng kiến cảnh 15 đầu bếp cùng nhau đổ một chiếc bánh xèo khổng lồ với đường kính lên tới 3 mét. Chiếc bánh này được đánh giá là bánh xèo to nhất từng xuất hiện ở miền Tây. Để làm ra chiếc bánh xèo đường kính 3 mét, 15 đầu bếp và nghệ nhân ẩm thực đã phải chuẩn bị các công đoạn trước đó 10 ngày. Các đầu bếp đã sử dụng 30kg bột, 27kg tôm, 10kg đậu xanh, 20kg dừa nạo, 20kg thịt vịt và 65kg rau các loại. Và phải mất hơn 30 phút để hoàn thành chiếc bánh này. Ban tổ chức đã chia nhỏ chiếc bánh xèo thành 1.000 phần và mời khách tham gia lễ hội được thưởng thức miễn phí. Ban tổ chức lễ hội mong muốn thông qua hoạt động này sẽ mang đến cho du khách cảm nhận về hương vị chiếc bánh xèo miền Tây nói riêng, bánh dân gian Nam Bộ nói chung, khẳng định hình ảnh và sức lan tỏa, có phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực dân gian của vùng đất phương Nam. Thưa quý vị, nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 160 km và cách thị trấn Tùa Chùa chừng 50 km, cầu treo Pa Phong thuộc xã Hủy Xó, huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên là địa điểm check-in được nhiều du khách ghé thăm gần đây khi tới du lịch Điện Biên, nhất là khi sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và năm du lịch quốc gia được tổ chức tại địa phương này. Cầu treo Pa Phong bắc qua một nhánh suối nhỏ đổ ra sông Đà, có vai trò kết nối tuyến đường từ trung tâm xã Hủy Xó đến khu tái định cư Hủy Lóng. Cầu treo Pa Phong nhìn từ trên cao, nổi bật giữa màu xanh biếc của sông nước, của núi rừng và bầu trời, tạo ra một khung cảnh đẹp như tranh. Tuy đây chỉ là một nhánh suối đổ ra sông Đà, nhưng vẫn thấy sự thơ mộng và hùng vĩ. Tùa Chùa là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía đông bắc của tỉnh Điện Biên. Mỗi mùa, Tùa Chùa lại mang một vẻ đẹp riêng, song gây ấn tượng với du khách bởi khí hậu mát mẻ, trong lành và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, giúp nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá Điện Biên của du khách. Kính thưa quý vị, cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư làm trưởng ban, đang nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Cuốn sách được xem là cẩm nang trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời cung cấp hệ thống cơ sở lý luận thực tiễn quan trọng để phản bác lại các quan điểm sai trái thù địch về công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, tiểu mục Chuyện sáng nay của chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu về quyển sách này. Cuốn sách có 612 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, bao gồm 3 phần chính. Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Phần thứ hai, nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Bao gồm các bài viết thể hiện rõ quan điểm về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Phần thứ ba, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt là các bài viết thể hiện sự đồng lòng của toàn dân trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Tác phẩm này là một tác phẩm do một tác giả rất đặc biệt, đó là nhà khoa học, nhà chính trị, nhà báo lớn, người đứng đầu trong hệ thống chính trị chúng ta, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với cái cách trình bày rất là dung dị, dễ hiểu, chính luận nhưng mà cũng rất là hấp dẫn. Cuốn sách đã cho người đọc hiểu được những quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tham nhũng và tiêu cực, những bài học rút ra từ tham nhũng tiêu cực, những kết quả đạt được của tham nhũng và tiêu cực trong thời gian vừa qua, và nhất là những quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ
sắp tới trong cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và như Tổng Bí thư ta nói đó, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một việc làm tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược được. Đấy là một cái nội dung rất quan trọng để lan tỏa. Toàn bộ nội dung cuốn sách được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cuốn sách này đã chứng minh rằng thứ nhất, tham nhũng nó là một khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, và ở đâu, nước nào, chế độ nào, khi còn nhà nước thì những điều kiện tham nhũng vẫn có thể xảy ra. Và thứ hai, cuốn sách này khẳng định cái thái độ, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng này. Cuộc đấu tranh này phải rất kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng phải rất lâu dài, không thể một ngày một giờ được, phải rất căn cơ, căn bản và phải rất kiên quyết. Tổng Bí thư khẳng định không thể xóa ngay tận gốc tham nhũng trong thời gian ngắn. Do vậy, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và phương pháp đúng, không thể chủ quan, nóng vội. Đây cũng là định hướng quan trọng để Đảng và Nhà nước ta xác định phương châm kết hợp đồng bộ giữa xây và chống trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời xây dựng niềm tin trong các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phải khẳng định đây là có tính chất cẩm nang, có tầm tư duy của đồng chí Tổng Bí thư trong công tác phòng chống tham nhũng. Cuốn sách được thể hiện với văn phong chiến luận hết sức khoa học, hiện đại, đầy xúc tích, ngắn gọn, nhưng hàm chứa trong đó những cái giá trị hết sức cao cả, nhân văn về công tác phòng chống tham nhũng. Tôi đã thấy được sự đồng lòng, đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ đảng viên, của đại biểu Quốc hội và bạn bè quốc tế trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả đều thể hiện tình cảm yêu quý, sự kính trọng và niềm tin đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực mang lại trong thời gian vừa qua. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành, có đến 93% bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Vì thế, cuốn sách của Tổng Bí thư ra đời tiếp tục là niềm cổ vũ, động viên to lớn cho toàn Đảng, toàn dân ta ra sức thi đua lao động sản xuất, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, đến với Sapa, Lào Cai dịp này thì ngoài các điểm check-in hấp dẫn hay là du lịch bản làng, thì ngắm hoa đỗ quyên đang bung nở trên đỉnh Phan Xi Păng là một trải nghiệm thú vị. Vâng ạ, nhất là thời điểm này khi mà hoa đỗ quyên trên dãy Hoàng Liên đang vào độ đẹp nhất, tô điểm cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ của núi rừng Tây Bắc. Bây giờ thì mời quý vị cùng chiêm ngưỡng loài hoa này qua phóng sự của tiểu mục Nhịp sống hôm nay. Đam mê về sinh vật học, ông Lưu, một khách du lịch Đài Loan, Trung Quốc, vô cùng hào hứng khi được chiêm ngưỡng quần thể đỗ quyên trên đỉnh Hoàng Liên. Nhiều loại đỗ quyên đang bung nở, rực rỡ sắc màu, đa dạng hình dáng, mang đến sự hứng khởi cho vị khách này. Đây là lần thứ hai tôi đến Sapa, nhưng là lần đầu tiên được nhìn thấy hoa đỗ quyên. Thật sự là rất tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng. Đỉnh Phan Xi Păng, dãy Hoàng Liên Sơn vẫn được ví như thánh địa của hoa đỗ quyên với hơn 40 loại đủ các sắc màu trắng, vàng, hồng, đỏ, tím. Đỗ quyên tập trung nhiều nhất từ độ cao gần 2.000 mét trở lên, trong đó nhiều gốc đỗ quyên cổ thụ từ 300 đến 400 năm tuổi. Khi được giới thiệu thông tin này, nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng. Từ lúc đi cáp treo đến đã nghe giới thiệu là lên Phan Xi Păng là thấy có khoảng rất nhiều loại hoa đỗ quyên đang nở, mùa hoa đỗ quyên nở rất là đẹp, và bọn em cũng bị choáng ngợp bởi cảnh rất đẹp ở đây, và hai đứa thực sự là chụp rất nhiều ảnh luôn, đến nỗi điện thoại đã hết sạch pin luôn rồi. Ở đây có rất nhiều loại hoa, mỗi loại hoa là có một vẻ đẹp riêng. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là loại hoa màu vàng, nhưng cũng có những hoa màu đỏ, thấy nó rất là đẹp, nó rất ấn tượng. Em chụp khá nhiều ảnh và anh nghĩ em sẽ về tìm hiểu thêm ạ. Đỗ quyên rừng Hoàng Liên không chỉ gây ấn tượng cho du khách bởi sắc màu rực rỡ, mà còn bởi sự cổ kính rêu phong, sức sống mãnh liệt toát ra từ những thân cây đã hàng trăm năm tuổi. Mùa hoa đỗ quyên vẫn chưa kết thúc. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tới đây, đến với Sapa,
khách du lịch vẫn kịp có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của mùa hoa đỗ quyên mang đặc trưng của núi rừng Hoàng Liên. Những hình ảnh và màu sắc quyến rũ từ hoa đỗ quyên vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cà phê sáng nay của truyền hình Bình Phước. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.